Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, sáng nay sau khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Chủng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Các đại biểu tại hội trường và các điểm cầu đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau. Đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia nhiều ý kiến để hoàn thiện đạo luật quan trọng này. Sau khi góp ý về một số câu từ để văn bản luật dễ hiểu hơn, đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn Thừa Thiên Huế đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung tại điều 4 về quy định nguyên tắc công khai minh bạch trong việc thực thi chính sách pháp luật về môi trường. Việc công khai minh bạch cần được thực hiện trong cả chính sách và sử dụng các nguồn kinh phí như quỹ bảo vệ môi trường, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, qua đó tạo lòng tin đối với người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Quy định có thể bổ sung thêm như sau là cần công khai minh bạch trong thực thi chính sách pháp luật và các hoạt động bảo vệ môi trường. Đặc biệt ở trong cái điều 4 này thì cái mục 4 và mục 6 cũng nên gộp lại để tránh trùng lặp. Như là hoặc gộp lại theo tôi như thế này: hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm sự cố, suy thoái môi trường, chấm phẩy, khai thác tối đa dựa trên cơ sở dụng sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát sinh và tăng cường sử dụng tái chế chất thải. Tại khoảng 3 điều 14, đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung cụm từ chất lượng môi trường không khí và gây tác động xấu đến sức khỏe của cộng đồng để đảm bảo tính chặt chẽ của luật. Vì tùy theo mức độ ô nhiễm để cơ quan chức năng sẽ có cảnh báo phù hợp với cộng đồng, tránh trường hợp gây hoang mang và tâm lý bất an trong người dân và toàn xã hội. Về đánh giá tác động môi trường và giải phép môi trường tại chương 4, đại biểu Phạm Như Hiệp thống nhất với cả quy định trong dự thảo luật về việc tham vấn cộng đồng và cơ quan liên quan. Tuy nhiên, cần phải điều chỉnh bổ sung lại để đảm bảo tính khách quan của hoạt động tham vấn cộng đồng. Về thẩm quyền của thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điều 36B, thì tôi xin thống nhất với phương án 2, đó là đề nghị giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ trì thẩm định phối hợp với Bộ Quản lý Công trình Xây dựng chuyên ngành. Việc quy định như phương án này đảm bảo sự phân cấp, phân quyền, đồng thời tạo chủ động linh hoạt cho các địa phương. Tại phiên thảo luận, ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng hiện nay còn nhiều thủ tục hành chính gây tốn kém thời gian và phiền hà cho các doanh nghiệp. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Do đó, phương án tích hợp các loại giấy phép môi trường vào chung làm một sẽ đảm bảo cho các doanh nghiệp rút gọn các thủ tục hành chính, đồng thời giảm bớt thời gian chi phí để đảm bảo cho công tác sản xuất kinh doanh.